đây hôm qua có một thí nghiệm rất là thú vị dành cho lớp chúng mình này. Đó là thí nghiệm pháo hoa nở trong nước. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhìn xem hôm qua đã chuẩn bị những nguyên vật liệu gì để làm thí nghiệm pháo hoa nở trong nước nhé. Cô nhỏ màu xanh. Và cô nhỏ màu đỏ. Và cuối cùng là cô sẽ cho xe sủi vào. Bây giờ chúng mình hãy đếm cùng cô để cô thả xe sủi vào nhé. Nhìn đi vào nhìn vào.